Nghinh Ông là lễ hội cầu ngư, cầu cho sống yên, biển lặng, quốc thái dân an, người dân ra khơi may mắn đánh bắt được mùa. Tại Cà Mau thì lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc sẽ được diễn ra vào các ngày 14, 15 và 16 tháng 2 âm lịch. Và đây cũng là dịp để du khách gần xa tìm hiểu nét đẹp văn hóa của người dân xứ biển. Theo lưu truyền trong dân gian và giới người dân miền biển, cá ông là vị thần hộ mệnh cho ngư dân bám biển. Khi sóng to, gió lớn, tàu bè gặp nạn thì ngài sẽ hiện lên hộ tống tàu bè đưa vào chỗ cạn an toàn. Do đó khi cá ông gặp nạn, xác trôi dạt vào bờ sẽ được ngư dân tổ chức an táng và thờ cúng thật trang trọng. Hiện tại, lăng ông ở Sông Đốc và lăng ông ở Hòn Đá Bạc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đều được người dân lập miếu thờ bộ xương cá ông. Lễ hội Nghinh Ông, nghi lễ chính là lễ rước ông được khởi hành tại lăng ông, sau đó diễu hành quanh thị trấn Sông Đốc. Đoàn rước ông gồm đội múa lân đi trước, kế tiếp là chiếc trống lớn, theo sau là học trò lễ. Các đoàn tôm, cua, cá, người dân hò reo cổ vũ, tạo nên không khí lễ hội náo nhiệt. Nào giờ nghe nói chứ đâu có biết đâu, bữa nay ra coi nè thấy quá trời lớn. Tôi từ Đà Nẵng, tôi vô đến đây là tôi xuống đây đang đi dự lễ hội Nghinh Ông. Tôi thấy là vui và phấn khởi, ở đây nhiệt tình cho tôi xuống ghe đang đi lễ hội Nghinh Ông. Cũng như nhiều nơi khác, lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc cũng là lễ hội cầu ngư, cầu cho biển lặng gió hòa, cầu cho ngư dân gặp nhiều may mắn. Bên cạnh những nghi lễ chính thức, lễ hội còn có nhiều trò chơi dân gian, thu hút hàng chục ngàn người trong tỉnh và các địa phương lân cận đến cúng viếng tham dự. Lễ hội Nghinh Ông ở Sông Đốc là một nét đẹp văn hóa, là niềm tin của ngư dân về linh vật biển được duy trì bao đời nay. Đó là một nền văn hóa cần được gìn giữ, phát huy, đưa vào khai thác để thu hút khách du lịch đến với Cà Mau ngày một nhiều hơn.